Phẩm 6. Phẩm Tâm của mình. Sa Va vaga. Một La Mã. Kinh Tâm của mình. Sa chieta năm 51. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo nếu tỷ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người khác thời cần phải nguyện rằng ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta như vậy này các tỷ kheo các ông cần phải học tập và này các tỷ kheo như thế nào tỷ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình. Ví như, này các tỷ kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quan sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có hạt bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng lau sạch hạt bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn. Thật là lợi đắc cho ta. Ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Tỷ kheo quan sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp. Có phải ta sống nhiều với tham hay ta sống nhiều với không tham? Có phải ta sống nhiều với tâm có sân? hay ta sống nhiều với tâm không có sân? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên chi phối? Hay ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên được từ bỏ? Có phải ta sống nhiều với chạo cử? Hay ta sống nhiều với không chạo cử? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ? Hay ta sống nhiều với vượt qua được nghi ngờ? Có phải ta sống nhiều với phẫn nộ? hay ta sống nhiều với không bị phẫn nộ có phải ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô hay ta sống nhiều với tâm không bị nhiễm ô có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng hay ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng có phải ta sống nhiều với biếng nhác hay ta sống nhiều với tinh tấn tinh cần có phải ta sống nhiều với không định tĩnh hay ta sống nhiều với định tĩnh? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo quán sát như vậy, biết rằng ta sống nhiều với tâm tham, ta sống nhiều với tâm sân, ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, ta sống nhiều với trạo cử, ta sống nhiều với nghi ngờ, ta sống nhiều với phẫn nộ, ta sống nhiều với tâm bị nhiễm ô. Ta sống nhiều với thân nhiệt nóng. Ta sống nhiều với biếng nhác. Ta sống nhiều với không định tĩnh. Thời tỷ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các pháp ác, bất thiện ấy. Ví như, này các tỷ kheo, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dõng mãnh bất thối tránh niệm tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy cũng vậy này tỷ kheo tỷ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dõng mãnh bất thối tránh niệm tỉnh giác để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo quan sát như vậy, biết rằng ta sống nhiều với tâm không tham, ta sống nhiều với tâm không sân, ta sống nhiều với tâm không hôn trầm thụy miên, ta sống nhiều với tâm không chạo cử, ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua, ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ, ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng, ta sống nhiều với tâm tinh tấn, tinh cần, ta sống nhiều với tâm định tĩnh. Thời tỷ-kheo ấy, sau khi an chú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc. Hai la mã kinh Sariputta, Sariputta Sutta, năm mươi hai. Rồi tôn giả Sariputta nói với các tỷ kheo Này chư hiền Thưa vâng tôn giả Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau Vân vân Như kinh trên Chỉ khác là tôn giả Sariputta nói với các tỷ kheo Ba La Mã Kinh đứng một chỗ Thi Ti Sutta 53 Này các tỷ kheo, ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiện pháp, còn nói gì tổn giảm. Paris Haning Này các tỷ kheo, ta tán thán tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng ở đây này các tỷ kheo. Một tỷ kheo đang cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện tài với trí tuệ. Các pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Này các tỷ kheo, ta gọi như vậy là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tồn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Và này các tỷ kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tồn giảm, không tăng trưởng? ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều bố thí và biện tài với trí tuệ những pháp ấy đối với vị này không tồn giảm không tăng trưởng này các tỷ kheo ta gọi như vậy là đứng một chỗ trong các thiện pháp không tồn giảm không tăng trưởng như vậy này các tỷ kheo là đứng một chỗ trong các thiện pháp không tồn giảm không tăng trưởng và này các tỷ kheo thế nào là tăng trưởng trong các thiện pháp không đứng một chỗ, không tồn giảm. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không tồn giảm. Này các tỷ kheo, ta gọi như vậy là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tồn giảm như vậy này các tỷ kheo là tăng trưởng trong các thiện pháp không đứng một chỗ không tồn giảm này các tỷ kheo dầu tỷ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người khác thời cần phải nguyện rằng ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta như vậy này các tỷ kheo các ông cần phải học tập và này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Như kinh 51. Bốn La Mã, kinh Tịnh Chỉ Samatha Sutta 54. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện rằng ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Ví như, này các tỷ kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa muốn trang điểm, quan sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hạt bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng lau sạch hạt bụi ấy hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỉ, thỏa mãn. Thật lợi đắc cho ta, ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? Này các tỷ kheo! Nếu tỷ kheo trong khi quán sát biết như sau Ta có được nội tâm tịnh chỉ nhưng ta không được tăng thượng tuệ pháp quán Thời này các tỷ kheo tỷ kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy vị ấy sau một thời gian đạt được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán này các tỷ kheo nếu tỷ kheo trong khi quán sát biết được như sau ta có được tăng thượng tuệ pháp quán nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ thời này các tỷ kheo tỷ kheo sau khi an chú tăng thượng tuệ pháp quán cần phải nỗ lực để đạt cho được nội tâm tịnh chỉ vì ấy sau một thời gian đạt được tăng thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh chỉ này các tỷ kheo nếu tỷ kheo trong khi quán sát biết như sau ta không có được nội tâm tịnh chỉ ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán thời này các tỷ kheo tỷ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực dõng mãnh bất thối tránh niệm tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp ví như này các tỷ kheo khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy cần phải quyết định ước muốn tinh tấn nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo cần phải quyết định ước muốn tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp ấy. Vì ấy, trong một thời gian khác đạt được nội tâm Tịnh chỉ và đạt được tăng thượng Tuệ pháp quán nhưng này các tỷ-kheo Nếu tỷ-kheo trong khi quán sát biết như sau ta có được nội tâm Tịnh chỉ ta có được tăng thượng Tuệ pháp quán thời này các tỷ-kheo tỷ kheo ấy sau khi an trú trong các thiện pháp ấy cần phải nỗ lực chú tâm, để đoạn diệt các lậu hoặc nữa. Này các tỷ kheo, ta nói y có hai loại, nên sử dụng ba và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói đồ ăn khất thực có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói sàng tọa có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỷ kheo ta cũng nói làng thị trấn có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỷ kheo ta cũng nói quốc độ có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỷ kheo ta cũng nói người có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng này các tỷ kheo ta nói y có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến giao duyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được y áo nào y áo này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện tồn giảm thời y áo như vậy không nên sử dụng ở đây nếu biết được y áo nào y áo này được ta sử dụng các pháp bất thiện tồn giảm các pháp thiện tăng trưởng thời y áo như vậy nên sử dụng này các tỷ kheo ta nói rằng y có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến do duyên này được nói đến như vậy này các tỷ kheo ta nói rằng đồ ăn khất thực có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến do duyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được đồ ăn khất thực nào đồ ăn khất thực này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện tồn giảm. Thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào, đồ ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta nói rằng đồ ăn khất thực có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến giao duyên này được nói đến như vậy này các tỷ kheo ta nói rằng sàng tọa có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến giao duyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được sàng tọa nào sàng tọa này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tồn giảm. Thời sàng tọa như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào, sàng tọa này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Thời sàng tọa như vậy nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta nói rằng sàng tọa có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến giao duyên này được nói đến như vậy này các tỷ kheo ta nói rằng làng thị trấn có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến giao duyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được làng thị trấn nào làng thị trấn này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện bị tồn giảm thời làng thị trấn như vậy không nên sử dụng ở đây nếu biết được làng thị trấn nào làng thị trấn này được ta sử dụng các pháp bất thiện tồn giảm các pháp thiện tăng trưởng thời làng thị trấn như vậy nên sử dụng này các tỷ kheo, ta nói rằng làng, thị trấn có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng quốc độ có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến, do duyên gì được nói đến như vậy ở đây nếu biết được quốc độ nào quốc độ này được ta sử dụng các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện tồn giảm thời quốc độ như vậy không nên sử dụng ở đây nếu biết được quốc độ nào quốc độ này được ta sử dụng các pháp bất thiện tồn giảm các pháp thiện tăng trưởng thời quốc độ như vậy nên sử dụng này các tỷ kheo, ta nói rằng quốc độ có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người có hai loại, nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? ở đây Nếu biết được người nào Người này được ta sử dụng Các pháp bất thiện tăng trưởng Các pháp thiện tồn giảm Thời người như vậy không nên sử dụng Ở đây nếu biết được người nào Người này được ta sử dụng Các pháp bất thiện tồn giảm Các pháp thiện tăng trưởng Thời người như vậy nên sử dụng Này các tỷ kheo ta nói rằng người có hai loại nên sử dụng và không nên sử dụng như vậy được nói đến Do duyên này được nói đến như vậy năm la mã kinh tổn giảm parihana sutta năm mươi lăm ở đây tôn giả sariputta gọi các tỷ kheo này chư hiền tỷ kheo Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Có người bản tánh là tồn giảm. Có người bản tánh là không tồn giảm. Này chư hiền, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào? Này chư hiền, người bản tánh là tồn giảm được Thế Tôn nói đến cho đến như thế nào? Này chư hiền, người bản tánh là không tồn giảm, được Thế Tôn nói đến. Thưa hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến để được hiểu rõ ý nghĩa lời nói này từ tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả Sariputta nói lên. Sau khi nghe tôn giả Sariputta nói, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này chư hiền hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ nói Thưa vâng hiền giả Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau Cho đến như thế nào này chư hiền Người bản tánh là tổn giảm được thế tôn nói đến Ở đây này chư hiền tỷ kheo không nghe pháp chưa được nghe và pháp đã được nghe đi đến bị quên các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc những pháp ấy không được hiện hành và thức chi những pháp chưa được thức chi cho đến như vậy này chư hiền người bản tánh là tổn giảm được thế tôn nói đến nhưng này chư hiền cho đến như thế nào này chư hiền người bản tánh là không tồn giảm được thế tôn nói đến ở đây này chư hiền tỷ kheo nghe pháp chưa được nghe và các thiện pháp được nghe không có quên đi và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm xúc những pháp ấy được hiện hành và thức chi những pháp chưa được thức chi cho đến như vậy này chư hiền là người bản tánh không bị tồn giảm được thế tôn nói đến này chư hiền nếu tỷ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác thời cũng phải nguyện rằng ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta như vậy này chư hiền chư hiền cần phải học tập và này chư hiền thế nào là tỷ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình. Ví như, này chư hiền, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, quan sát hình ảnh mặt của mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có hạt bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng lau sạch hạt bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa mãn. Thật lợi đắc cho ta, ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này chư hiền, tỷ kheo có quan sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp. Có phải ta sống nhiều với tâm không tham không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với tâm không sân? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ? Không biết trong ta có pháp này hay không có. Có phải ta sống nhiều với không phẫn nộ, không biết trong ta có pháp này hay không có. Có phải ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô, không biết trong ta có pháp này hay không có. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ, không biết trong ta có pháp này hay không có. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ không biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta đã có được tối thắng tuệ pháp quán? Không biết trong ta có pháp này hay không có? Này chư hiền, nếu vị tỷ kheo trong khi quán sát, không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời tỷ kheo ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiện pháp này. Ví như, này chư hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiện pháp này. Này chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy trong tự ngã có một số thiện pháp và không thấy có một số thiện pháp, thời này chư hiền, đối với các thiện pháp nào vị ấy thấy có trong tự ngã vị ấy an trú trong các thiện pháp ấy. Đối với các thiện pháp nào, vị ấy không thấy có trong tự ngã, vị ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để có được tất cả thiện pháp này. Ví như này chư hiền, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quán sát thấy trong tự ngã có một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp ấy, còn đối với các thiện pháp Vị ấy không thấy trong tự ngã, vị ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, tránh niệm, tỉnh giác để có được các thiện pháp ấy. Này chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quán sát thấy tất cả pháp này đều có trong tự ngã, thời này chư hiền, tỷ kheo ấy sau khi an chú trong tất cả thiện pháp này cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc sáu la mã kinh tưởng thứ nhất patama sanya sutta năm mươi sáu này các tỷ kheo mười tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là mười? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường tưởng vô ngã trên khổ tưởng đoạn tận tưởng ly tham tưởng đoạn diệt này các tỷ kheo mười tưởng này được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến quả lớn lợi ích lớn thể nhập vào bất tử lấy bất tử làm cứu cánh bảy la mã kinh tưởng thứ hai nha Sanya Sutta 57 Này các tỷ kheo, có 10 tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là 10? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh bầm, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phòng. Này các tỷ kheo, mười tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử lấy bất tử làm cứu cánh. Tám La Mã, Kinh Phần Căn Bản, Mulaka Sutta 58. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau. Này chư hiền, tất cả Pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả Pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả Pháp lấy gì làm tập khởi? tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng tất cả pháp lấy gì làm tối thượng tất cả pháp lấy gì làm lõi cây tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh được hỏi vậy này các tỷ kheo các ông trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các Pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa, vân vân. Thật lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa của lời nói này được Thế Tôn nói lên, sau khi nghe Thế Tôn nói, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch thế tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn. Thế tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau. Này chư hiền, tất cả Pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả Pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả Pháp lấy gì làm tập khởi tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng tất cả pháp lấy gì làm tối thượng tất cả pháp lấy gì làm lõi cây tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh được hỏi vậy này các tỷ kheo, các ông có thể trả lời như sau. Tất cả Pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả Pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả Pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả Pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả Pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả Pháp lấy niệm làm tăng thượng tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập tất cả pháp lấy niết bàn làm cứu cánh này các tỷ kheo được hỏi vậy các ông có thể trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy chín la mã Kinh xuất gia Pháp Ba Gia Sút Ta 59 Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia. Các pháp bất thiện được sanh không có chinh phục tâm và không tồn tại. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô thường tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô ngã tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy sau khi biết được thế giới sanh khởi và đoạn diệt tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham. Và tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Khi nào, này các tỷ kheo, tỷ kheo được tâm thực hành tích tập như khi xuất gia, các pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và an trú. Tâm được thực hành tích tập với tưởng vô thường. Tâm được thực hành tích tập với tưởng vô ngã. Tâm được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy hại sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy sau khi biết được thế giới sanh khởi và đoạn diệt tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận. Tâm được thực hành tích tập với tưởng ly tham. Tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt. Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi. Tránh trí ngay trong hiện tại. Nếu có dư y, chứng được bất hoàn. Mười La Mã, Kinh Giri Mananda Giri Mananda Sutta 60. Một thời, Thế Tôn chú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Giri Mananda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Tôn giả Giri Mananda bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến tôn giả Giri Mananda vì lòng từ mẫn. Này Ananda, nếu ông đi đến tỷ kheo Giri Mananda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra. Tỷ kheo Giri Mananda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. Thế nào là mười? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. Tưởng vô thường trong tất cả hành. Tưởng niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống. Quán sát như sau, sắc là vô thường, họ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. như vậy vị ấy chú tùy quán vô thường trong năm thủ ẩn này, này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã? ở đây này Ananda tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau. Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã, mũi là vô ngã, các hương là vô ngã, lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã, thân là vô ngã, các xúc là vô ngã, ý là vô ngã các pháp là vô ngã. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. Và này Ananda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây này Ananda, tỉ kheo quán sát thân này, từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được ra bao bọc đầy những vật bất tịnh sai biệt, như trong thân này có tóc, lông, móng, răng da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, niêm dịch, mổ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy, vị ấy chú quán bất tịnh trong thân này. Này Ananda! đây gọi là tưởng bất tịnh và này ananda thế nào là tưởng nguy hại ở đây này ananda tỉ kheo đi đến khô rừng đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống quán sát như sau nhiều khổ là thân này nhiều sự nguy hại như vậy trong thân này nhiều loại bệnh khởi lên ví như bệnh đau mắt bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh đau môi, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, nóng, bệnh sốt, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lệ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hồi bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vẩy, bệnh hác lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm, mật trong máu, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt lở loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch các bệnh khởi lên từ gió bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra các bệnh do thời tiết sinh ra các bệnh do làm việc quá độ dinh các bệnh do sự trùng hợp các sự kiện các bệnh do nghiệp thuần thục lạnh nóng đói khát đại tiện tiểu tiện như vậy vị ấy sống quán sự nguy hại trong thân này này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không sanh trưởng. Không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng không có chấp nhận hại tầm đã xanh, vân vân, không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi là tưởng đoạn tận. Và này Ananda, thế nào là tưởng từ bỏ? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống suy xét như sau đây là an tịnh đây là thủ thắng tức là sự an chỉ tất cả hành sự từ bỏ tất cả sanh y ái diệt ly tham niết bàn này ananda đây được gọi là tưởng từ bỏ và này ananda thế nào là tưởng đoạn diệt ở đây này ananda tỉ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống suy xét như sau đây là an tịnh đây là thù thắng tức là sự an chỉ tất cả hành sự từ bỏ tất cả sanh y ái diệt đoạn diệt niết bàn này ananda đây được gọi là tưởng đoạn diệt. Và này Ananda, thế nào là tưởng không hoan hỷ trong tất cả thế giới? Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, tỷ kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỉ đối với tất cả thế giới và này các tỷ kheo thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành ở đây này ananda tỷ kheo bực phiền xấu hổ nhàm chán đối với tất cả hành này ananda đây gọi là tưởng vô thường trong tất cả hành và này ananda Thế nào là tưởng niệm hơi thở vô, hơi thở ra? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống. Ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Tránh niệm, vị ấy thở vô. Tránh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết, tôi thở vô dài thở ra dài, vị ấy rõ biết tôi thở ra dài. Thở vô ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, vị ấy rõ biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập. Cảm giác tâm hành Tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vị ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở vô vị ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở ra vị ấy tập quán ly tham tôi sẽ thở vô vị ấy tập quán ly tham tôi sẽ thở ra vị ấy tập quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô vị ấy tập quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vị ấy tập quán từ bỏ Tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Này Ananda, đó là tưởng niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này Ananda, nếu ông đi đến tỉ kheo Giri Mananda và đọc lên 10 tưởng này, sự kiện này có xảy ra. Tỉ kheo Giri Mananda sau khi nghe mười tưởng này bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức rồi tôn giả ananda sau khi học thuộc từ thế tôn mười tưởng này đi đến tôn giả giri mananda sau khi đến nói lên với tôn giả giri mananda mười tưởng này và tôn giả giri mananda sau khi nghe mười tưởng này bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Giri Mananda được thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của Tôn giả Giri Mananda. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438 website diệu pháp âm net kênh youtube youtube com xuyệt diệu pháp âm